Đó, ra là thịt nó full cái kèn luôn, rất là chắc luôn nha mọi người. Ôi chắc, con này chắc hơn con nãy nữa, dữ thiệt chứ. Ống ánh luôn. Bên đây trước đi. Hello mọi người, tối nay mình sẽ dẫn mọi người đi soi ba khía đêm ha. Rồi hồi chiều nay trời mưa nữa, trời mưa chắc là ba khía nó sẽ bò ra nhiều dữ lắm. Thì mình đã bơi xuồng cho tới cái chỗ mà mình nghĩ là nhiều ba khía rồi nè. Ở đây mọi người có thể thấy ở đây là hai con rồi nè, thấy chưa? Nè, nó dạng lắm nha mọi người. Đây là một con ba khía cái, nhưng mà mình thấy con này còn nhỏ nên mình sẽ thả lại. Con này cũng vậy, đây cũng một con nữa, cũng là một con ba khía cái, mình cũng sẽ thả nó lại luôn nha. Bây giờ mình mới bơi xuồng ở đây rồi, đây chiếc xuồng mới mình đậu ở đây nè. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên đây để bắt nha mọi người. Hôm trước mình có làm một cái video đi soi ba khía nhưng mà do là mấy con chó nó theo nó quằn quá nên không có bắt được nhiều. Bữa nay mình sẽ đi lên bờ tìm những con ba khía bự. Trời mưa mình nghĩ là nó sẽ bò lên trên bờ một chút. Ủa sao không thấy con này hết trơn vậy trời. Đây đây, đây một con mọi người, hai con luôn, ba con luôn. Đây, bắt con bự trước nha. Con này vừa vừa thôi, con này bự nè, đây nè. Nhẹ nhàng thôi. Đây con ba khía đầu tiên, một con ba khía đực kình nha mọi người. Cho vô xô đi. Mình nghĩ là mấy con ba khía cái cỡ này là cũng bự rồi. Ủa nó âm trứng rồi mọi người. Nè, con ba khía cái nó âm trứng rồi. Thả lại nha, cho nó đẻ. Chỗ này là nhiều ba khía dữ lắm. Xích xích vô đây đi. Xích xích trong đây nè, trong đây nhiều lắm. Lò nhẹ nhẹ dò nha mọi người, cái chân mình đi nhẹ nhẹ nè. Đi mạnh động ba khía nó chạy hết trơn. Sẵn mình cũng muốn tìm bẫy dài con rắn nha mà, con đẻn á, để câu cua. Ngày mai mình sẽ đi quay video câu cua. Đây đây một con bự nữa. Nó chạy, nó thấy mình nó chạy nha. Để cái thủng đây đi. Từ từ đây. Đây, con ba khía đực bự ha. Chạy em ơi rồi. Thôi thà nó đi. Đây đây con bự nữa kìa. Rồi nó thấy mình nó chạy vô hang rồi. Thấy lội nhẹ nhẹ dò dò nó cũng biết hay ghê ha. Mọi người coi cái cục đó kìa. Trời con chuột nó chạy rồi. Cục đó là mấy con luôn kìa. Bự bự không à. Tha đi, nhưng chưa đạt chi tiêu của mình. Đây đây đây. Đây phải bự cỡ này mới lụm chứ. Phải bự cỡ này mới lụm được. Một con đực nữa nha. Mình bắt đực trước đi, nó bắt cái sao, cái thì nhiều lắm mọi người. Ở kia trong lùm cây kìa, nó thấy mình nó chạy rồi. Nhiều lắm. Rồi không chui vô tổng đâu. Nói chung là ở ngoài thôi. Nè mọi người coi, chân nó lú ra nè. Đó, đó đó kìa. Mấy con này thì không bắt nha, mình chỉ bắt mấy con nằm ở ngoài thôi. Con nào khó bắt quá thì thôi. Đây con nữa nè. Nó nằm kìa mọi người. Bắt mày. Con này là một bân khí cái. Con này mềm quá, chắc mới lọc xong. Thả lại đi. Con là cứng cứng cựa rồi hả bác. Tưởng cá thịt lầu nữa kìa. Cá thịt lầu kìa mọi người. Để anh bắt cho mọi người xem. Bắt cho mọi người xem thôi nha, chứ bữa nay mình không bắt cá thịt lầu đâu. Đây là một con cá thịt lầu ha. Nhưng mà bữa nay mình chứ là để bắt ba khía mà, nên cá thịt lầu mình chỉ chụp chơi thôi. Mình thả nó nha mọi người, coi nó chạy đi đâu. Rồi, nhảy xuống nước rồi. Dạ dạ, trong đây nhiều nè. Thấy trong đây nhiều nè nha. Đèn nó là gần, nó mới sáng, mà đứng xa nó không có sáng. Thì con nó thấy mình nó núp núp vô hang rồi kìa. Nhưng mà còn chụp được nha. Rồi, bây giờ đây con nè, con bự nè. Đó, mọi thấy chưa? Nằm mà không chịu xuống luôn đi, còn lú lú lên. Trời ơi, mà khiến nó bự thiệt luôn á trời. Hết ga luôn. Thôi vô show đi.
Đây, nằm phơi thay nè. Nằm phơi thay cho mày. Đi hai con nữa kìa. Nằm hai con. Trời mưa nó lên dữ lắm, con dưới nhỏ không bắt nha, bắt con bự ở trên thôi. Thôi, tràn à. Ba khí được kình không ạ? Nhiều lắm nha mọi người. Bữa nay thì mình bắt chắc cỡ nửa thùng này là nghỉ ha. Nửa thùng này chắc cỡ 5-6 kg á. Mấy con nhỏ nhỏ như vậy thì mình sẽ thả không bắt. Con này một càng nè. Trời 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 chạy rồi, bỏ luôn rồi. Tha cho nó luôn rồi. Chạy quá chạy. Rồi, đó con nữa, con nhỏ, không bắt. Đây con này bự nè. Con này bự nè mọi người. Bự mày. Yeah, yeah. Con này hơi bị khó bắt. Úi rồi, nhả kẹt nó chạy ơi. Tha cho nó đi. Bắt không được thì tha thôi chứ sao vậy. Sao nó không bò lên giữa bờ á. Bình thường trời mưa tụi nó lên giữa bờ luôn. Chắc là tại bữa nay kém nước, không phải là ngày tới con nước mà. Tới con nước tụi nó mới bò lên. Bò lên nhiều. Bữa nay là ngày kém nước nhưng mà trời mưa. Đó, cặp bé nước ở trong đây. Nó không có bò ra xa, cái hang nó đứng ngay cửa hang không à. Đây là cửa hang không à. Đó, thấy mình là nó bắt đầu nó chạy. Kìa, đó con kìa. Đó con này coi, này chắc là con khí cái nè. Thôi thôi nó chạy rồi, thay cho nó luôn. Nè mọi người coi nè. Nó lú nó ra nhưng mà nó không ra xa nha. Nó lú miếng rồi, cứ hang rồi. Đây, 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 đây. Con này đi xa hang quá nè. Đi xa hang quá nè. Trời ơi, con này nó bự. Em ở ngoài. Em ở ngoài thì bắt em thôi. Cái này nhỏ là cho mọi người dễ tập trung ánh sáng nè. Mọi người coi nè nha. Đây một con nè. Qua đây một con nằm dưới nước kìa. Xích lên kia kìa. Hai ba con luôn kìa. Đó. Ngay cho cục đó là ba con á. Qua đây hai con nè. Dài lên kia nữa kìa. Trời ơi, một mét vuông, một đống ba khí á. Thôi vậy được rồi. Bắt con bự nè. Trời ơi, con này nó bự. Ôi chạy ơi. Đây con này cũng được. Ừ. Hang này đâu phải hang của nó. Ủa, hang nó đã chạy vô rồi. Rồi mấy con kia chạy hết trơn rồi. Rồi mấy khía trụi nữa kìa. Mấy khía trụi ngoe kìa. Rồi mấy con này bự nè. Con này bự nè. Ui. Núp ở trong đống lá này nhóc luôn người. Núp trong tàu lá này nè. Nè nè con bự nè. Coi. Nó núp nè. Núp cái gì mà núp. Ừ, con này dạng vậy. Ngậm nó đi qua mà nó chưa chạy mà. Nó không thì vô hang nữa. Bắt bạn con ba khí cái rồi. Mà nó chạy luôn rồi mọi người. Nghe khôn quá ha. Đây đây. Có một con nó trèo lên cây nè mọi người. Đây nè. Đó. Ảnh trèo lên cây. Hồi con ba khí cái nha mọi người. Trèo lên cây đứng tinh queo luôn à. Để cho mọi người coi cận cảnh nữa nè. Ờ, nó núp trên cây kìa. Núp trên cây kìa. Xem chút mình té với nó. Mà khi cái bự nha. Cỡ này là bắt được rồi ha. Như con này là nhỏ quá là không bắt nè. Đó. Ghẹo ghẹo nó thôi. À, mình làm lúa càng đây nè. Để mình chuỗi nó.
Tao chửi mày nè, mày chạy đâu hả mày? Ai kêu nằm lú lú càng lên thấy ghét làm chi. Nãy giờ được như đây nè mọi người. Ý là bắt vừa bắt vừa thả. Mình bắt thiệt tình chắc video của mình dài mấy phút quá. Mấy phút là xong. Tới đây thì hết đường đi rồi, giờ mình sẽ vòng tới lại nha. Trời, vòng tới lại bắt mấy cái cá này kìa, kia con bự kìa. Bắt con cá này trước đi, bắt tới con đực. Con bự khí cá nè. Đây, con đực nó nằm ở đây. Con đực hả mày? Vô rồi. Nói chung mình đi qua xong mình đi ngược tới lại là tụi nó bò ra nữa. Đây là con chùa ụ nha mọi người. Con này không phải con ba khía. Đây, con này là con chùa ụ mọi người, nhìn cái màu đó nè. Nó khác con ba khía nha. Cái kè nó cũng bự hơn nữa. Cái màu nó rất là khác con ba khía luôn. Nhìn quen là nhìn ra là biết liền. Nó dạng quá ha. Nó khác con ba khía. Con này mình cũng không biết có ăn được hay không nữa. Mình cũng không có bắt nó làm gì. Hồi lâu mình nghe nói là hình như là ăn được. Nó chạy kìa. Cho nó chạy đi. Trời ơi, trong buổi lứt 20 đứa đứng đợi tôi rồi, phải bắt bớt đứa chứ. Ai kêu đợi tao làm chi? Một em khí cái nữa. Mà thấy còn nhỏ quá, thôi cho mày đi đó mày. Em được bự. Nhẹ nhẹ để chụp con này coi. Đó. Nó nói bắt tôi đi. Bắt tôi đi hả? Tính kẹp tao hả mày? Đâu có dễ. Dơ dơ cái kẹn lên nó kẹp tôi nữa chứ. Đâu có dễ vậy đâu. Để tay chút nữa nó kẹp lên. Đây còn có khía bự mà nó núp ở trong mút cái tàu lá nè. Ủa con này bự nha. Bự nha. Này anh bắt tàn là bắt khía kình không. Này bắt khía càng kình không. Con nào con ấy càng. Chà bá chà bá. Nãy bắt đi bắt không được con này. Bây giờ bắt. Bắt ngược trở lại bắt con này nha. Bắt ngược trở lại bắt nó nè. Đây đây đây. Ông này hồi nãy chạy thoát tôi hay gì nè. Tôi cho ông khỏi chạy luôn. Thôi bây giờ lên xuồng để đi tiếp nha mọi người. Đi ngược lại tới xuồng rồi nó chạy. Đi lại tới xuồng rồi mà còn gặp ba khía cái ở trứng. Đó, đi dưới nước đây mày. Đó, sau hồi tìm kiếm, tèo lên xuồng bơi đi tìm kiếm thì mình gặp được con đẻn đầu tiên nha mọi người. Đây là con đẻn nè. Bắt nó nha. Ôi, ngã dầm. Đây là con đẻn đầu tiên của mình. Mình sẽ bắt con đẻn này để ngày mai làm một video câu cua hả mọi người. Con đẻn thì mình sẽ không để chung thùng với mấy ba khía được. Mấy ba khía cắn nè. Mình có đem theo cái nồi lưới kìa. Mình sẽ bỏ nó vô nồi lưới. Ủa, nồi lưới rồi. Đây nè. Mình sẽ bỏ nó vô nồi lưới này nha. Bơi được tới đây thì mình có phát hiện đem nguyên bảy cá nóc luôn mọi người. Quá trời cá nóc luôn. Rồi lên con nè. Rồi nó lặn xuống rồi. Chả hết rồi. Nãy giờ nhiều lắm mà mình quậy đục nước nó chạy rồi đó. Một con bự. Chạy kìa. Cá nóc nha mọi người. Tiếc là ban đêm mọi người không có thấy rõ được. Em kẹo nó nè. Rồi đục ngầu luôn, chả mất tiêu luôn rồi. Để ở trong đây có con này thấy rõ nè. Vô đây cho mọi người xem rõ hơn. Đó, mọi người thấy chưa? Một con cá nóc nó nằm đó kìa. Cá nóc thì nó không ăn được kìa mọi người, nên mình không có bắt. Mình cũng chỉ quay cho mọi người xem thôi. Đây, con cá nóc này ở nó tèo đôi chân mình luôn kìa. Ngáo. Cái đầu trầy trầy rồi, không biết bị con gì cắn hay gì rồi. Con gì cắn ở bơi đây. Trời ơi, ổng kìa. Mình phát hiện được ở đây con rắn số 2 nha mọi người. Đây, nó đang bò nè. Nhưng mà con này mình thấy nó còn nhỏ quá nên thôi mình sẽ không bắt nó đâu nha. Đó. Giỏ nhánh cây lên mà nó cũng chịu bò đi nè. Đó, nguyên con rắn luôn nha mọi người. Nhưng mà con này nó còn nhỏ thiệt. Mình sẽ không bắt nó. Ở đây còn con nữa nè, hai con luôn. Con này bắt được à. Rồi chụp. Thấy con này nó cũng cỡ con đó. Ok. Còn nhỏ thiệt nha mọi người. Thôi. Con này cũng móc được con cục mồi chứ nhiêu. Nếu như mà bắt con này thì bắt luôn con đó.
Thôi bây giờ thả đi, lát nữa gặp con cỡ này là bắt nha. Chứ cỡ này cũng móc mò được rồi. Thôi nói chung là nếu mà thả con đó thì phải thả luôn con này cho công bằng hết rồi. Đi đi mày. Rồi đi rồi. Mình phát hiện được ở đây một em cá thòi lòi bự nữa nha mọi người. Đây nè. Mình rồi, tính nói là mình cũng sẽ không bắt nhưng mà mình sẽ ghẹo nó. Rồi đi tiếp ở đây, mình phát hiện ở đây một con rắn. Đó mọi người coi nè, đây mình không biết con rắn gì nữa nha. Nhưng mà thấy cái màu chắc là con rắn này nó sẽ có độc quá mọi người. Ui, con rắn gì cái màu sặc sỡ vậy. Thôi đẹp khơi. Nhỏ xíu à, mọi người sợ nó có độc quá mọi người, cũng không bắt làm gì nha. Màu đẹp thiệt. Nó sặc sỡ ghê, con này chắc sẽ có độc. Mấy thường thường mấy hoa hồng sẽ có gai nha mọi người. Thôi không bắt nó đâu. Chỉ mình bắt mấy con rắn nước, mấy con đẻ. Sau hồi thì mình đã phát hiện ở đây thêm được một em rắn nha mọi người. Con này thì đã kích cỡ mình bắt rồi nè. Con này thì bắt được rồi ha. Thôi. Nó chạy trong kia rồi. Rổ tiêu rồi. Ôi, mất tiêu rồi. Thêm một con khác đạt yêu cầu nha mọi người. Con này cỡ con mới vô hồi nãy chút xíu nha. Ê, nó nằm kìa. Nằm trên cánh cây nó bu ha. Chụp ít. Ít cái giấy học quá ha. Rồi còn. Nó còn kìa. Em chụp. Cái này á, khỏi chạy. Đây này. Để cái khỏi vô. Bắt nó nha mọi người. Vậy là con số 2. Cũng được. Bỏ tiếp tục, bỏ vô nồi lưới đi tiếp. Kê bên chỗ cái em rắn bự vừa rồi, con em rắn nhỏ nữa mọi người. Đó. Không bắt nha mọi người, nhỏ quá nên sẽ thả tiếp. Nãy giờ thả chứ cũng có 5-6 con rắn nhỏ cỡ đó rồi đó. Đi tìm con tiếp theo coi. Nãy giờ đang ngưng cái chuyện mà bắt con khế để đi tìm rắn nha mọi người. Thôi bây giờ tạm gác cái chuyện bắt rắn lại đi. Giờ đi bắt con khế cho đạt chỉ tiêu nha mọi người. Được 2 con rắn rồi. Rắn nhỏ không à, không có rắn bự. Hồi đó đầm nhà mình rắn bự nhiều lắm mà giờ sao rắn bự ít rồi. Và khi cái vàng khè luôn ha. Mấy con vàng vàng này là đóng phèn nè. Nó chắc, nó sông lâu nó chắc không mọi người. Nên nó vàng vàng vậy đó. Đang bắt cho đủ chi tiêu đi. Trong quá trình bắt ba khía thì mình gặp rắn mình bắt luôn. Tại giờ mình không có lội lên bờ để bắt nữa. Rồi mình sẽ đi cặp mấy bờ giống vậy nè. Bơi xồm, mình ngồi ăn xồm, mình đi cặp mấy bờ vô tìm đó con mọi người. Con khía này biết ngủ rồi không? Tèo lên nằm trên cây ngủ không ha. Đó. Ơ sao đèn tự nhiên tắt vậy á. Mày chạy đâu ngủ ở chỗ ngủ hay không. Trời con bà khía. Con này con thấy chảng chảng không mà đã ghê á. Khu này cây quá cây. Khó thấy bà khía nó núp ở dưới nhà. Khó thấy lắm nha mọi người. Đây trái gì đây. Này quá tay tái luôn nè. Không biết nữa. Như trái giác hay gì phải không ta. Không phải. Quên trái giác màu đen chứ. Đây hai ba đứa bự bự không à. Đây một em nằm gần hang, còn em này cũng nằm gần hang nhưng mà em này quá bự. Đây, ưu tiên bắt em bự trước ơi. Đây, nó kẹp mình đúng rồi, nhưng mà kẹp không được. Đó, nó dơ cạn rồi nó kẹp, nó kẹp vô bao tay không à. Còn đây là một em nhái nha mọi người, đó nè. Đây một con nhái luôn nha, cái đèn này cứ chớp chớp khó chịu dưới trời. Đây, một con nhái. Ê. Nhái này thì nó còn nhỏ nha mọi người. Cả này là chưa bự đâu. Nhưng con nhái luôn. Mà không bắt nó đâu, mình ghẹo nó thôi. Mà chủ yếu đi bắt qua khía với rắn thôi. Từ đó em nhái được kìa. Đây con nhái nhỏ nữa nè. Đi đi mày, đi chỗ khác, đi chỗ khác. Ở nó lợi. Thôi kệ nó đi. Bắt bây giờ em ba khía cái coi. Ba khía cái thì nó không bự. Ít có con ơi âm trứng nữa. Kỳ vậy ba, đi đi ba. Con này chắc là đang uống nước cái gì đây. Uống nước thì vô luôn. Lại là rắn, nhưng mà rắn nhỏ nữa nha. Cái con rắn này sao mà không rắn bự nó mất tiêu rồi, tay rắn nhỏ không vậy. Mình bơi tới đây là ngay chỗ cái hàng rào của cái khu vực mà nuôi tôm của mình nha mọi người. Nuôi tôm con á, thả tôm giống á. Thì đây, ở bên đây là cái khu vực mà thả tôm giống. Ở đó có con tôm bự nó bơi kìa. Thì mé bên đây là mấy mốt mình sẽ bung ra. Bung ra thì nãy giờ mình bơi mấy bên đây nè. Mấy clip trước mọi người đã xem mấy cái video mà
mình sổ đục bắt tôm á, thì đó là những con tôm mà trưởng thành nha mọi người. Còn ở đây là cái ao mà nuôi tôm giống, nuôi tôm con nha mọi người. Thì trước tiên là mình phải nuôi mua con tôm giống về thả xuống đây. Mọi người thấy không? Là con tôm con nè. Đó, nó bơi kìa. Đây, để mình cho mọi người xem nha. Đây là mấy con tôm giống nha mọi người. Thì lúc mà mình mua về nó còn nhỏ hơn vậy nữa. Bây giờ là sau một tuần lễ nó mới được cái kích thước cỡ này nha. Đây mọi người coi nó với ngón tay của mình nè. Nhỏ hơn rất là nhiều luôn nha. Thì mai mốt nữa, phải một tuần nữa thì mình sẽ bung ra. Ở đây có nguyên cái hàng lưới luôn nè. Đó, nguyên cái hàng lưới dài thì mai mốt mình sẽ bung ra. Do hồi chiều trời mưa, bây giờ nước nó dâng lên cao quá, nó sắp tràn lưới luôn rồi. Ngày mai chắc sẽ phải xả bớt nước trong đập ra mới được. Mọi người có thấy chỗ nước này không? Đây là cái bờ ngăn cách giữa bên cái ao tôm với thông lại, với thông qua với nguyên cái đập luôn. Nhưng mà bây giờ do nước nó tràn nhiều quá rồi mọi người. Chiều trời mưa lớn quá nên nước nó tràn lên rồi nha. Đây nè, tôm nè. Bây giờ mình phải dứt đất, mình lấy tay mình moi đất để mình lắp nguyên một cái bờ ngăn cách từ đó lại đây nha mọi người. Dưới đằng kia cũng còn một lõm đằng kia nữa. Đằng kia xích lại đằng kia kìa. Thì bây giờ mình chắc phải ngưng cái chuyện mà soi ba khía lại rồi. Nói chung là như đó cũng đủ rồi, như ba khía đó cũng nhiều rồi ha mọi người. Sáng mai mình sẽ quay lại cái thành quả cho mọi người xem. Còn bây giờ mình sẽ tập trung để đắp cái bờ để ngăn tôm nó chạy qua nha mọi người. Tôm nó còn nhỏ, nó bơi qua đây là mấy cá bự ăn hết, ổn lắm. Rồi đây là toàn bộ số ba khía mà mình soi được hồi tối nè mọi người. Dự tính là nửa thùng nhưng mà gặp sự cố nên chưa có bắt được nửa thùng. Như đây thì cũng gần nửa thùng rồi cũng được rồi ha. Bây giờ mình sẽ múc nước vô để rửa lại nha. Múc nước mặn vô để rửa lại cho nó sạch một chút. Rồi cho nó nằm ở trong đây nó quậy quậy một chút cho sạch người nha mọi người. Bây giờ đóng ba khía này mình sẽ lựa là những con bự nhất để bỏ vào thùng đá nha mọi người. Muối đá trước tiên là mình phải muối đá cho nó chết để mình rửa lại sạch cái đã rồi mới đem đi luộc được nha. Chị xem sao ăn không nè, con nè. Ban đầu là mình định bắt nhiều mọi người. Mình định bắt nửa thùng luôn. Để mình muối nha. Mình muối xong rồi video này mình muối tầm 4-5 ngày gì đó, xong mình sẽ quay tiếp cái video đó là mình bắt đầu niêm nếm nó luôn. Mình mua khóm đồ về, rau đồ về mình niêm nếm để làm món mắm ba khía ăn cùng với mọi người. Nhưng mà bây giờ nó ít quá, mình thấy nó ít quá nên mình sẽ lựa lại nha. Mình sẽ lựa lại những con bự nhất để bỏ vô trong thùng đá cho nó chết đi rồi mình ra mình rửa sạch lại một cái nữa, mình luộc ha. Luộc với bia đi, luộc với bia cho nó thơm. Luộc với bia xong mình niêm nếm rồi lại nữa. Bây giờ nói chung là mình sẽ bắt đủ ăn ha mọi người. Để bắt nhiều quá ăn hết thì nó phí. Rồi mình sẽ bắt đủ ăn thôi, còn nhiêu mình sẽ thả lại. Rồi mình đã bắt bỏ thùng đá một mớ rồi mọi người. Bây giờ còn lại bao nhiêu đây nè. Mình thấy như đây bao nhiêu kia là đủ mình ăn rồi nên không bắt nhiều nha. Còn cái đống này chắc cũng cỡ mười mấy hai chục con à. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc xuồng bơi bên kia để thả bên gò đất bên kia nha mọi người. Chứ không có thả ở đây được. Nếu mà mình thả vòng vòng ở đây thì nó sẽ bò ra ngoài sông nó đi hết, người ta bắt hết à. Nên mình sẽ bơi xuồng ra bên kia, thả bên kia. Đây tới rồi nha mọi người, ở đây là nguyên một cái góc bờ luôn nè. Cây gói tùm dài nó tới đằng kia lặng. Thì bây giờ mình sẽ đổ nó trên đây nha. Mình đổ nó lên trên đây, đổ nó lên trên đây, nó muốn đi đâu thì đi. Đó, đi đâu thì đi. Đi đi. Hàng cả đống luôn, khu này khí cũng nhiều lắm nha mọi người. Tối mình chưa có bắt cái khu này nha. Khí cũng nhiều lắm, hàng nhóc luôn kìa. Còn sống hết trơn, có một con là chết thôi. Có một con là đi đời rồi. Đa số thì nó còn sống hết. Rồi giờ mạnh con nào để bò đi đi. Trời ơi, từ đó qua đây mà cũng bơi theo một chi vậy, bay đi về đi. Trời ơi mấy khùng này. Thế đó cũng bơi theo qua nữa. Bà khía tao mới thả rồi, tao bay đào tao mới bắt hết đi ngang. Tao lao vừa phải thôi nghe, đi về nè.
đi về. Đi. Đó đi, đó chơi đi. Đi về à. Đó chơi đi. Đi về. Anh Sơn về không? Ông này không biết đi đâu hồi nãy giờ. Người ta đi xong người ta về tới nhà rồi. Bây giờ nó mới lội gì tới. Con mực đầu đàn nha mọi người. Mực thủ lĩnh. Thấy kìa. Người ta đi xong người ta về tới nhà rồi. Bây giờ thấy nó. Hồi nãy không thấy nó. Bà anh không biết nó lội đi đâu. Đánh lẻ của mình đó. Đi vô. Đây, đây là mấy con ba khía sau khi mà mình đã rửa sạch sẽ, chà sạc sạch sẽ nha mọi người. Mình sẽ chế vô đây lon bia, một lon thôi nha. Mình hấp mà, một lát nữa nước ở dưới nó sẽ sôi lên. Nó sôi lên rồi nó chín, nó không cần chế nhiều đâu. Chế nhiều là luộc rồi, bữa chế nhiều quá, mọi người không chịu là hấp. Nên bữa nay mình sẽ chế một lon thôi. Nó sôi lên nó sẽ chín hết nha. Rồi đó, vậy là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức món ăn hấp dẫn này nha mọi người. Còn nóng dữ lắm luôn á. Hiện tại bây giờ nó còn nóng dữ lắm. Mình sẽ chấm nước mắm nha mọi người. Do là mình định chấm muối tiêu chanh nhưng mà giờ chanh hết đơn rồi, muối tiêu không thì ăn không ngon, nên sẽ chấm nước mắm tôi ớt. Nước mắm đó thì mình có sẵn rồi. Rồi mình sẽ khui con đầu tiên đi. Lấy cái kèn ra đi. Đó. Chắc lắm nha, thấy cái màu là chắc lắm ạ. À. Ra mới được. Thơm dữ ta. Đây mọi người coi nè, thấy không, thịt nó ôm sát vô vỏ luôn nha. Mình mới cắn cái càng ra nè, con này chắc chứ lắm nha mọi người. Gỡ ra mới được. Đó, bây giờ sẽ thử miếng thịt ba khía đầu tiên nha. Mời mọi người nè. Thịt nó ngọt. Mình sẽ phải công nhận thịt con này là nó ngọt hơn thịt con cua nha mọi người. Ngọt thịt con cua nhưng mà do nó ít thịt nên người ta không có chuộng, như với lại nó khó gỡ nên người ta không có chuộng như con cua. Mình cắn ra tới đâu thì thịt ra tới đó nè. Để mình lấy cái phần càng thịt nhiều cho mọi người xem. Rồi đây là phần thịt ở cái càng của nó nè. Mọi người coi nè. Thịt nó gỡ ra. Gỡ ra là thịt nó phun cái càng luôn, rất là chắc luôn nha mọi người. Chấm bằng miếng nước chấm mới được. Vô nước chấm thôi. Để đây, đừng có đổ gì một cái. Đó, cho nước chấm nha. Đó, long lanh vậy mới được chứ. Mời mọi người miếng kẹo mới khía nha. Lắm. Ngon quá. Thôi còn này gỡ được. Giờ lách cái mình nó ra nha mọi người. Coi mọi người xem thử trong mình nó có gì. Mình nghĩ là sẽ đen thui đó. Thường thì không, con này không đen rồi. Thường thì mấy con ba khía nó ở trong mấy gốc cây á mọi người. Thì khi mà tách ra thì nó sẽ bị đen nha. Cái phần trong mai đó này sẽ bị đen. Con này thì không đen rồi. Lấy phần mai ra thử rồi. Hớp này đi. Đây. Phần này thì thường ăn nó sẽ bị hơi đắng chút xíu nha. Cái cục ngay chỗ này là cục nên sẽ bỏ không ăn nha mọi người. Chỉ ăn hai bên thôi nha, ăn nguyên chất ngon hơn á. Mình kẹp hai bên rồi, còn phần này mình sẽ bỏ. Còn đây là phần thân nha. Phần thân thì chắc ăn kiểu như con rạm thôi mọi người. Tách ra rồi cắn ăn nguyên khúc này luôn. Phần que thì mình sẽ không ăn nha mọi người. Chấm nước chấm cho nó đậm vị được ấy. Lắm nè, lắm mọi người. Ăn hết luôn mọi người. Thì vẫn ăn được. Vẫn có thịt để mọi người ăn. Nhưng mà gỡ lâu lắm. Mình sẽ bỏ xuống đất. Có mang lính mình xử nha. Gỡ thử cái que này cho mọi người xem thịt ở trong cái que nè. Chắc cơ chắc. Chắc thiệt chứ. Gỡ ra một cái mà. Lụm.
còn nửa cái thân còn lại vô miếng nước mắm lậm luôn. Tiếp theo con này thử coi có chắc hay không nha. Ôi ôi chắc, con này chắc hơn con nãy nữa, dữ thiệt chứ. Mình thì không có sành ăn ba khía lắm mọi người, mình ít ăn ba khía nên mình không có sành, có cua rồi thì mình ăn được. Ba khía thì mình không có sành ăn đó. Ôi ôi ôi, húp cái này cái đã. Không có gì đâu húp, lấm cái cục gạch từ phần mai mới được. Giờ mình nước chấm ống ánh luôn. Giờ mình sẽ là tung ăn phần thân thôi. Càng mình sẽ bỏ, mình bỏ lại nha mọi người. Không phải là mình dục nha, mà mình rẽ bể ra mình bỏ lại một bên. Ăn phần thân trước cho đỡ mất thời gian. Đó, mình bẻ phần thân ra nè. Đó, bẻ phần thân ra. Tiếp tục vô miếng nước chấm. Hay quá luôn. Miếng bên đây trước đi. Ngon thật. Cái này mới có muối chua chanh nữa thì hết chạy luôn, không còn gì bằng luôn. Nước mắm này nó có chung chấm nó ngon nhưng mà nó thiếu ơi, nó giả hơn muối chua chanh nha. Cái bụng con không có chắc nữa không, con nó không chắc không. Đây là con bị đen rồi mọi người, cái con bị đen thì bỏ luôn phần mai nha. Bỏ phần mai thôi chứ phần thịt thì vẫn còn ăn được. Bẻ ra. Phần này mình cũng sẽ bỏ nha. Đó, phần thịt ở trong thì vẫn ăn bình thường. Không sao hết. Lậm. Bỏ phần đen này luôn. Chấm. Lậm. Ủa, theo đó, có đen nữa không? Lâu lâu con đen thôi chứ không có đen hoài. Đen nữa rồi. Kỳ vậy. Đó, bỏ phần gạch đen và lậm tiếp. Ba khía này thì ở cho mình bán rẻ thôi mọi người. Một ký tầm 40-50 nghìn một ký thôi, chứ không có mắc nha. Ba khía còn sống á. Mấy con cỡ này chắc tầm 20 con ký. Mình nghĩ là vậy. Mấy con cỡ này, cả mấy con mà mình bự nên mình bắt nha. Cỡ 20 con ký. Ôi con này không đen nè, lượm cái mai được nha. Nói về con ba khía này thì mình cũng có cái muốn chia sẻ cho mọi người là khi mà mua ba khía ăn á, mọi người nhớ điều tra kỹ nguồn gốc của nó nha. Tại vì con ba khía này nó vừa sống nước mặn mà nó vừa sống nước ngọt luôn, nước lợ luôn. Nước ngọt hình như là cũng có nó nữa. Nước ngọt còn ít nha mọi người. Nó sống nước mặn với nước lợ. Mà nó thường tập trung ở những chỗ mà nói chung là có mấy cái cầu tiêu á. Tập trung lên nó ăn ở đó nha. Thì mọi người phải điều tra kỹ nguồn gốc nó mới mua ăn, chứ đừng có mua bậy bạ, nhiều khi nó ăn mấy con ở chỗ đó thấy ghê.
Con Ba Khía này có một bài hát liên quan tới nó, là cái bài Anh Ba Khía Quê Ở Miền Tây vậy đó. Hồi lâu bài đó có thời gian hot dữ lắm. Nó đưa vô mình cắn cái còn mấy ngoe đem gầy vậy. Ừ. Cái này huynh thịt ha. Mà chắc thiệt, nãy giờ ăn con nào cũng chắc thôi. Đưa vô mình cắn một cái mọc, nó còn mấy ngoe không. Chạy không à. Có con mấy cái này mượn cái đầu nó bị mấy con kia nó ra bọt, nó xì á. Con mấy cái này nó muốn cớm mọi người ơi, chứ bị lọt này nó cớm nè. Có gạch luôn. Bỏ phần đó đi. Này ăn được nè. Gạch cớm của Ba Khía nha. Lắm thôi. Càng nhỏ quá nên thôi. Ok, lụm càng lại đi. Còn mấy cái này thấy cái màu là nó sẽ mềm hơn con Ba Khía đực nha. Khoát một hai cái luôn đi cho lẹ. Đó. Vô. Rồi lụm nha. Mọi người miếng Ba Khía cái. Nó mềm hơn thiệt. Mềm ào à. Ở đây có ai không biết phân biệt con Ba Khía cái với Ba Khía đực không ta? Đây nha mọi người. Đây là một con Ba Khía cái và một con Ba Khía đực. Con ở dưới là con đực. Con này là con đực nè. Con này là con cái nè. Mọi người có thấy hai cái yếm không? Nè. Yếm con cái nó lan ra hết tới mấy cái chân, còn cái yếm của đực nó nhỏ xíu à. Đây là cách phân biệt con Ba Khía cái với con Ba Khía đực nha. Xử luôn con Ba Khía cái này coi có gạch đều nữa không. Trời ơi, con này bị đen rồi. Ở Sài Gòn thấy bây giờ nó đang hot cái vụ mà Ba Khía hấp mọi người. Có hot cái xe Ba Khía hấp, Ba Khía ăn muối gì đó. Thấy ngon lắm nha, thấy người ta làm ngon lắm. Mà sao mình làm nhìn không ngon nha mọi người. Nhìn không ngon nhưng mà ăn không có thua đâu nha. Ăn chất lượng của Ba Khía mình nó tươi hơn. Vừa bắt hồi tối là sáng lụm mà liền, luộc liền. Con này cũng chắc thịt hết trơn. Kiểu mà tách tách lên vậy nè, xong rồi rang me là mấy tưới thêm miếng sốt me đồ lên ha. Rồi đã. Một tiếc bây giờ mình không đủ gia vị không mọi người. Không đủ gia vị thứ nữa thì mình cũng xử rồi. Chắc là hồi tối thì mọi người cũng đã để ý rồi đó, nếu như mà mình cố tình bắt. Và thật sự mình muốn bắt thì bắt đầy một thùng đó rất là đơn giản nha mọi người. Bắt một chút là đầy thôi. Ba Khía này nói chung là nhà mình giữ lại không cho ai bắt hết trơn. Giữ lại để dành đó, chừng nào muốn ăn hay gì ha. Ha, có dịp gì quan trọng thì bắt lên làm, chứ không có kiểu mà đánh bắt thường xuyên nha mọi người. Như mình là lâu lâu mình muốn ăn hoặc là quay video như bữa nay thì mình mới bắt. Chứ bình thường không thì không có bắt nha. Để cho nó tự do sinh sản luôn. Tại vì để cho nó sống cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Để dành ăn. Còn những con nào mà dạng như để cho nó nhiều quá nó ảnh hưởng thì bắt buộc phải diệt bớt nha. Nhưng con Ba Khía này thì không. Thấy nó không có gì ảnh hưởng đó. Chỉ có nó làm hang nó phá bọ một chút thôi. Thì cái đó cũng không ảnh hưởng nhiều. Nói chung là chăm trước ượt nó. Vậy là mình đã ngồi để cố gắng ăn hết cái rổ Ba Khía đó, nhưng mà thật sự là mình ăn không hết được mọi người, vẫn còn sót lại mấy con á, nên mình sẽ chừa lại để chiều ăn tiếp nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nếu thấy thích đừng quên cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người.